em vẫn kiếm 50 người xem cơ. Quỳnh chưa vô. Cố tình chồng thôi, sao em biết được.
ai đẻ được vậy? Chị cũng muốn đẻ. Yeah, muốn đẻ luôn. Chị cũng muốn đẻ nhưng mà chị không đẻ được. Livestream thì được 10 người coi là bị kim rồi. Muốn gặp Quỳnh right now. Bây giờ thì hãy đến 799 Nguyễn Văn Linh để được gặp Nguyễn Văn Linh đúng không? Hay là mặc áo dài xinh thực sự, không nhận. Trời ơi, tốn luôn kìa. Bạn hiếp của nó tắn. Nói sao sai lắm rồi. Nói sao lại biết luôn vậy. Có hợp không? Rồi biết rồi đó. 50 trở lên mới like tiếp nha. Đẹp, đâu nói gì đâu. Nên đi bơi bất kỳ lúc nào mọi người lên thì mình đều tiếp. Mà mấy cái ghế, chắc cái ghế. Hẹn gặp mình vào thứ 7. Thứ 7 chủ nhật cũng được, ngày nào cũng được. Lần sáng rồi đó. Còn em hôm nào cũng sợ nó tù. Ước gì ở Sài Gòn để gặp mình right now. Ước gì ở Hà Nội để không phải diễn show right now.
trưa nay thì ăn bún thịt nướng. Nó thèm bún thịt nướng vậy mà tụi nó 46 cái mặt là nó cũng chán. Mặc áo dài nhiều vào nhưng mà cái này mặc áo dài nhiều vào nhưng mà áo dài thì không phải là style. Sao mày hỏi em cầm hỏi tay em đó chứ mà nó không có mà nhớ làm bạn đi luôn nha. 46 hả? Sau này lần nữa, lần này nữa đã tới giờ đâu, phải giờ kìa. 49 rồi kìa. Tụt rồi. Ôi tụt rồi. Rồi hơn 50 rồi, bye bye. Ôi trời. Bình thường đi rồi, bình thường đi rồi. Hạ xuống bốn máu mà đứa bạn tính gì. 51 rồi nè. Trời, thôi rồi. Nay không có Ngọc, nay không có Ngọc.